Và maybe các bạn lại là cái người mà yêu, còn người ta thì chưa hẳn là yêu các bạn. Rảnh thì rủ, mà không thì thôi bye bye. Anh cũng chỉ là một trong những món ăn trên cái quyển menu dày như thế này nè anh ơi. Người ta thích mình đâu. Mấy ngày rồi channel Wish. Đây sẽ là một video về chuyện tình yêu, tình cảm và crush các kiểu. Thì lâu lắm rồi hình như là không có nói chuyện tình yêu nhỉ. Vì dạo này cuộc sống có vẻ hơi nhạt. Và bây giờ thì tớ sẽ làm cho cuộc sống các bạn mặn hơn bằng cách nói cho các bạn biết rằng người ta thích mình đâu. Những cái dấu hiệu mà chứng tỏ rằng người ấy không hề thích bạn như bạn nghĩ đâu. Ok, sẵn sàng đau lòng tổn thương chưa? Không, thật ra cũng không đau lòng tổn thương như mọi người nghĩ đâu. Và để chúng ta tránh mọc nhiều cái sừng trên đầu, hoặc là để chúng ta đỡ bị bỡn cợt. Điều đầu tiên mà mình muốn nói là nếu hắn ta thích bạn thì bạn sẽ biết. Còn nếu như các bạn vẫn băn khoăn, vẫn chăn trở thì nó không thích các bạn như các bạn nghĩ đâu. Okay, I don't know who needs to hear this right now, but here is the best dating advice I've ever gotten. If he likes you, you'll know. If he doesn't, you'll be confused. Mọi người biết tại sao? Tại vì nếu như ai đó thích các bạn thì họ sẽ thể hiện, họ sẽ làm những điều mà bạn cảm nhận được. Và nếu như bạn có thích người ta thì hai người sẽ cùng có một cái tần sóng mà dễ dàng có thể cảm nhận là hình như nó thích mình. Nếu như hai các bạn cùng tần số ấy thì bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được rằng là nó thích mình. Còn nếu mà nó vẫn cứ kiểu chơi chữ, đánh đố, lòng vòng nó khiến các bạn kiểu rất là nó có thích mình không nhỉ? Mình phải lên xem trên mạng xem clip của chị Hương Vích xem là mình nó có dấu hiệu nào nó thích mình không? Sao xem xong mình hoang tưởng? Không, xin lỗi mọi người, không phải là như thế. Nhưng ý tớ là nếu mà các bạn vẫn đang còn rất là băn khoăn, rất là khó chịu trong lòng, rất canh cánh và rất là kiểu là sao rồi ta, thì thực sự là nó không thích các bạn như các bạn nghĩ đâu. Hoặc nó cũng có một chút gì đó với các bạn, hoặc nó đang trên đài tán tỉnh, hoặc các bạn có thể là những cái phương án lựa chọn, những cái option, những cái đó, một món ăn trong quyển menu mà các bạn có thể không biết quyển menu đó tồn tại hay không. Xin chia buồn nha. Cái điều tiếp theo mà mình muốn nói sẽ đau lòng hơn cả cái điều lúc nãy ấy. Đấy là không từ chối, không hứa hẹn, không chịu trách nhiệm, cũng chẳng chờ đợi ngóng trông. Tức là họ giống như kiểu các bạn rủ thì họ cũng có thể đồng ý. Các bạn nhiệt tình thì có thể các họ sẽ đón nhận. Mà các bạn có vấn đề gì họ cũng chẳng hỏi thăm, họ cũng chẳng hứa hẹn, không chủ động rủ rê, không chủ động hẹn hò, không có một cái sự nồng nhiệt gì với các bạn ấy. Nhưng họ vẫn đồng ý, vẫn chấp nhận, vẫn ok gặp các bạn mỗi lần các bạn chủ động hoặc thế nào đấy. Nhiều khi các bạn trong lòng thâm tâm ý, bạn sẽ cảm thấy là hình như người ta theo chủ nghĩa thụ động à? Không, sai rồi nha các mẹ. Bởi vì nếu là nó thích mình ấy thì nó sẽ chả sồn sồn lên rồi. Thấy mình hờ hững một tẹo nó chả sồn sồn lên chứ. Nhưng mà nó không thích mình thì nó cũng để từ từ xem đã. Đấy. Và các bạn là người luôn nhiệt thành, luôn quen cái kiểu là cho nó. Nhưng mà nó thì không cho lại các bạn cái gì mà nó chỉ nhận. Thì đến một lúc nào đấy các bạn cũng sẽ nhận ra cái điều là nó không có tình cảm giống như cái tình cảm mà các bạn dành cho nó. Cái vấn đề thứ ba có thể là một cái dấu hiệu siêu rõ ràng luôn, suy ra từ cái 1 với cái 2. Nếu mà nó không chủ động ấy, không tiến tới ấy, thì nó không thích các bạn như các bạn nghĩ đâu. Mình phải lặp đi lặp lại rất nhiều trong cái video này và mình cũng cảm thấy tôi đau ở đây này mọi người. Nhưng sự thật thì nó vẫn là như vậy. Và mình muốn các bạn tỉnh táo hơn. Hãy nhớ một câu kiên quyết rằng nếu nó cứ thụ động mãi, nếu nó cứ chờ đợi và cứ nhận từ các bạn rất là nhiều là nó không thích các bạn như các bạn thích nó đâu. Ok, phải chủ động. Bởi vì sao? Các bạn đặt ngược lại mình đi. Mình thích nó, mình tới. Trong khi nó chỉ lấy. Nghe quen không? Nghe quen nhỉ? Cái này nó có khi lại còn đau hơn cái trước. Thật ra đau hơn hay không là tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi người thôi. Nhưng để mình nói, đấy là đôi khi có thể là hai bạn trong một mối quan hệ, nhưng có thể chỉ có bạn mới là người có tình cảm thực sự. Để mình định nghĩa nhá, một mối quan hệ ở đây tức là chúng ta đã hẹn hò, chúng ta đã nhận nhau là một cái gì đấy. Ở trong miền Nam thì họ nói là quen nhau, tức là yêu nhau đấy mọi người. Còn ở ngoài Bắc thì đấy là yêu rồi. Mình nhận ra một điều ở trong miền Nam, đấy là khi mà quen, hai người quen nhau thì chưa hẳn
là hai người đấy đã yêu nhau mà thực sự là hai người đấy có thể là có tình cảm và họ đang trong một mối quan hệ để có thể tiến tới cái gọi là yêu. Nhưng ở ngoài Bắc ấy thì nó, mình cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng mà trong định nghĩa thì mọi người luôn là nếu mà hai người đồng ý làm một cái gì đấy với nhau thì nó là mọi người nói là đang yêu nhau, là mối quan hệ bạn trai bạn gái người yêu đấy. Thì đấy, nó chỉ là cái cách gọi và cách định nghĩa, nó cũng có một cái sự khác giữa miền Bắc với miền Nam. Nhưng tại sao mình lại nhắc đến vấn đề này, là bởi vì có thể rằng cái chữ yêu nó đã dùng sai tất cả mọi trường hợp. Có thể hai người tới với nhau không phải là yêu, có thể làm một cái gì đấy trong một cái mối quan hệ, một mối quan hệ mà hai người có một cái gì đấy nhưng chưa chắc đã gọi là yêu. Và maybe các bạn lại là cái người mà yêu, còn người ta thì chưa hẳn là yêu các bạn. Có thể các bạn là người thích họ và muốn tiến tới một mối quan hệ được gọi tên, ví dụ như bạn trai, bạn gái, người yêu, hoặc là đang quen nhau, đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau, bla bla. Nhưng họ cũng có thể kiểu thì cũng cứ tới, cũng nhận. Họ không có đáp lại giống như những cái điều mà các bạn mong muốn. Thì các bạn có thể xem xét lại mối quan hệ đấy nhá. Đôi khi mình là người duy nhất nghĩ rằng á, mình là đang trong mối quan hệ với họ, có chắc gì họ đã chỉ ở trong một mối quan hệ với mình. Có thể là họ có N mối quan hệ khác nha mọi người. Một điều nữa, và cũng là một dấu hiệu nữa mà mình muốn nói với các bạn, một cuộc hẹn dài ngày hay là một cuộc hẹn chớp nhoáng. Tại sao? Mọi người xem lại cái lịch. Ví dụ ngày hôm nay là thứ hai và mình có hẹn anh A đấy là thứ tư này mình đi ăn hay là mình đi xem phim ha. Đấy, thì anh đấy thì để anh xem thứ tư được, hoặc thứ năm thứ tư thứ năm được đấy, có gì đấy, ok chốt kèo đấy. Cuộc hẹn dài ngày đối với tớ đó là như thế. Nếu một cuộc hẹn ngắn thì nó sẽ là sao? Nhắn tin: anh có đang rảnh ở ABCXZ không? Qua đây ABCXZ nhé. Không, ý là qua đây ngồi chơi nha. Thì ABCXZ, thì cái anh A kia sẽ rep lại tớ nhanh nhất của họ, bởi vì tớ biết là anh ấy thích tớ. Anh ấy sẽ nói là anh đang ở ABC cũng gần đấy, chắc cỡ 20-30 phút qua liền. Xong, chốt kèo. Hoặc là tớ chỉ đơn giản nhắn tin cho cái anh C nào đó, kiểu bây giờ 6 giờ em hơi đói, hay là đi ăn không anh? Xong kiểu anh chưa xong việc tầm 6 rưỡi được không? Ok anh nhá. Các bạn thấy sự khác biệt gì không? Khác biệt ở chỗ khi mà cuộc hẹn dài với cái cuộc hẹn ngắn thì tớ đóng một cái vai trò, tớ là một cô gái và tớ đều biết rằng cái người mà tớ nhắn tin, cái người mà tớ muốn hẹn, họ đều thích tớ. Nhưng cái cách mà tớ đối xử với họ như thế nào, các bạn có thể nhận ra không? Cái cuộc hẹn xa, chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ chờ đợi, chúng ta sẽ ngóng trông, chúng ta sẽ dành nhiều tâm huyết, thời gian, tình cảm của mình vào một cái ngày hẹn đó với một cái đối phương mà chúng ta đặt nhiều tình cảm, đúng không mọi người? Còn nếu như cái cuộc hẹn chớp nhoáng nó giống như là, họ giống như là điền vào chỗ trống, họ chỉ điền vào cái khoảng thời gian mà tớ muốn. Và nếu họ không tới ngay cái thời điểm đấy, nếu họ không xuất hiện ngay cái ngày hôm đó tớ muốn, hoặc trong cái thời gian ngắn mà tớ cần điền vào chỗ trống ấy, thì lần sau tớ cũng sẽ chả để tâm đến họ, tớ cũng sẽ chả lưu tâm đến họ, tớ chỉ đối với họ giống như kiểu rảnh thì rủ, mà không thì thôi bye bye. Anh cũng chỉ là một trong những món ăn trên cái quyển menu dày như thế này nè anh ơi. Đấy là tớ chỉ đang ví dụ là tớ là cái kiểu người mà đang gọi là kèo trên một tẹo, là bởi vì tớ biết được ai đó thích mình và cái cách mà cái người mà trên kèo một chút họ sẽ thể hiện đối với những cái người mà đang lấp lửng những mối quan hệ. Thì ở đây các bạn có thể thấy được cái góc nhìn hai chiều đi, là các bạn có thể là cô gái mặc áo trắng trong cái video này, hoặc các bạn cũng có thể là anh A, anh B, anh C, hoặc có thể là cô A, cô B, cô C, còn đây là một anh chàng mặc áo trắng, ví dụ vậy. Ít mọi người hiểu ý tớ không? Tớ chỉ đang ví dụ thôi nha, chứ không có nghĩa là tớ như thế nha. Ví dụ như mọi người. Và tớ tin rằng là mọi người nghe đến đây là mọi người hiểu rồi, và mọi người sẽ hiểu được cái cảm giác mình đã từng là cô áo trắng, mình đã từng là anh chàng ABC, hoặc có thể ngược lại. Và điều cuối cùng trong một cái video mà hơi dài ngày hôm nay đấy là về tin nhắn. Các bạn có thể suy lại cái trường hợp lúc nãy tớ vừa nói, khi mà ví dụ như tớ là cái cô áo trắng mà nhắn tin gọi tìm mấy anh điền vào chỗ trống của tớ, ví dụ thế, thì tớ nhắn một cái mấy anh kia mà rep lâu là thôi bye bye anh luôn đấy, em tìm option khác. Các bạn tưởng tượng nếu các bạn là những cái anh chàng mà tớ gọi vui vẻ trêu thôi mọi người nha, điền vào chỗ trống ấy mà rep không có nhanh, thì tớ sẽ biết rằng là họ cũng chả mặn mà thú vị với tớ lắm. Thế nhưng mà họ rep nhanh như cờ hó thì mọi người hiểu đấy. Nếu ví dụ các bạn nhắn tin cho một ai đấy mà rất lâu sau họ mới đọc tin nhắn và trả lời cho các bạn, hoặc họ đã stream nhưng mà mẹo rep, thì các bạn hiểu rồi,
tôi cần gì phải nói nữa đúng không? Tại vì các bạn phải hiểu rằng trong cái cuộc sống này, trong cái lối sống hiện đại ngày hôm nay thì ai cũng rất bận. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta muốn bận đối với ai, muốn dành thời gian đối với ai. Rep một cái tin nhắn nó không gọi là nó không tốn nhiều gian đất 3 giây, 5 giây đúng không mọi người? Nếu mà họ rất bận và họ thực sự bận thì họ có thể nhắn tin mày là à anh đang bận, anh nhắn tin lại em sau nha. Đấy, nó lại là một câu chuyện khác đúng không mọi người? Nhưng mà nếu mà kiểu trời tao gửi tin nhắn từ buổi sáng mà đến tối hay ngày hôm sau nó mới trả lời thì thôi xin lỗi, nó không thích các bạn như các bạn thích nó đâu. Cho nên là tỉnh táo nha. Ok, và tất cả những điều mà mình vừa mới nói với mọi người ấy thì nó có thể đúng với cảm giác của người này, có thể đúng với cái kinh nghiệm của người kia, nhưng nó có thể cũng chưa xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra hoặc chưa bao giờ liên quan đến một số người. Nên là cái chuyện tình cảm, tình yêu, tình báo, crush này nọ, nó chỉ là một cái tính chất tương đối. Tương đối thôi nha. Nhưng mà nếu một ngày đẹp trời và tự dưng gặp một cái tình trạng mà nó quen quen mà thấy ôi dồi ôi chị Hương Bích nó đúng quá ấy, thì nhớ vào cảm ơn tớ và nhớ vào like video nha. Ok, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và đừng quên ghé thăm fanpage cũng như là Instagram. Và nhấn like, subscribe với nhau ở tớ để nhanh nhiều sắp hơn chúng ta sẽ có nhiều tiền để đi du lịch. Single vẫn sướng nha mọi người. Mình khuyên mọi người một câu, single vẫn sướng nha. Cứ có tiền là single là sướng hết. Ok, bye bye.